Rồi, chào cả nhà. Chiều mấy chú cháu đặt vấn rồi không có mua được mấy chuột để luộc cơm mẻ làm lương xương. Chứ mới chạy vấn. Bên cạnh đó thì mình có món tép cháy tỏi, xúc bắp chuối. Còn khô này là khô cá bông nha cả nhà. Này là nuôi mà lên dĩa luôn rồi. Chú hai nuôi được 10 con nhưng mà giờ chết hết 5 con. 5 con. Nó bị làm sao mà nó chết? Ngộ đời. Dạ. Yeah. Nuôi ham thấy ghê luôn. Có cái này tự nhiên chết. Nó bị trôi nước. Trôi nước. Dạ. Nhà nó trôi nước mình mới có. Cá này thì ở đây chú hai đặt không dính. Cá này là của anh Toàn đặt dính rồi đưa cho chú hai nuôi. Ghê luôn. Con cá bông này thường được gọi là cá lóc bông. Ừ. Nó có kích cỡ bự dữ lắm. À. Mà cái ruột của nó thì mở nhiều nha. Mở nhiều. Dạ. Yeah. Còn sắp về đó. Tới rồi sắp gì nữa. Khu này là mình phơi từ lúc sáng tới bây giờ là một nắng rồi. Nghe tiếng máy của anh Toàn nè. Ở phía xa đằng kia thì anh Toàn chạy về tới nha cả nhà. Ôi ôi, dữ thế. Ảnh bay qua bờ ganh luôn. Còn mình mà dưới trong nó lá vỏ vậy lên xe lá chắc như sao. Em không ngờ là anh bay qua bờ ganh luôn. Buồn. Ê Giang, Giang vàng Giang, Giang. Trước giờ là anh Toàn có bay vậy không? Hèn chi cái đợt vừa rồi cái vỏ bị lủng. Giang phải lỗ rồi. Thời điểm này là anh Toàn cũng cuốn xà di bớt rồi nha cả nhà. Tháo ra lên về. Dạ. Khi mà tháo ra thì nhìn nó tiện ha. Dạ. Cái đó mà biết sao không? Bỏ qua lại sao đâu? Dẫn lên. Ồ, cũng dễ quá ha. Cái mình cuốn vòng tròn là nó thành cái sợi dây. Bông rồi thì nó sẽ thành cái dây lại. Rồi thành cái dây đó hả? Vậy rồi mấy cái này là anh Toàn có đem về quê không hay là để ở đây? Đem về quê luôn á. Yeah. Sang năm đặt nữa. Xếp lại gọn thì vận chuyển nó dễ hơn, nó gọn gàng hơn. À, tưởng đâu gọn mùa vậy cái thời gian này nè, gì biết còn làm gì nữa không? Nướng cá thầy luôn. Phơi khô. Phơi khô mà nướng cá. Xong cái gì đó hả? Vậy là thọt xuống là thành cái gì rồi nè. Bí quyết mà cái sợi dây để chạy cá nhiều là gì anh Toàn? Đặt lựa cỏ cho nắm. Dạ. Yeah. Còn làm thì làm sao cũng được ha. Ừ. Anh cuốn được nhiêu cá nè? Được đâu cũng có 100 cá nè. Dạ. Vậy bỏ mồi vô. Cái cảnh mà vỏ lãi bay trên bờ mình cứ nghĩ là chỉ thấy ở Cà Mau thôi. Ừ. Không ngờ bữa nay thấy anh Toàn bay luôn. Mà bay vậy là mấy người bán vỏ mừng á. Người bán được. Mùa nước rút là thấy hết anh Toàn. Ê Hoàng Hoàng, Hoàng lấy cái xuồng mình bay cho nó coi Hoàng. Xuồng mình bay là lên trên đúng. Bay nằm nó luôn dưới lên đâu nữa. Con khô một nắng chiên sẽ thấy khác miếng khô gì anh hả? Cho thịt còn quá thịt. Rồi. Rồi chung nữa đây là khi mà xỉn anh Toàn có bay về không? Bay về, bay bờ rồi, phải bay về. Đi sao vậy vậy chứ đâu có còn đường nào đi nữa đâu. Kiểu này chắc em không dám có về anh Toàn ở ngoài quá. Giết cũng quen. Dạ. Mùa này thì chuột nó bự như cái nhà. Nó không có gồ gồ giống như hồi trước. Mà nói chung là mùa này ăn chuột thì cũng hiếm anh Toàn. Tại vì những cái nồng bây giờ ngập nước hết rồi.
cái dắp bển ta làm đê ba vụ người đun cắt lúa á, rồi dân người ta đi chạy điện á, nó mới có chuột này nè. Dạ. Chứ tháng này ít có chuột lắm, đại nước bêu lên nè. Ở chỗ này thì không có chuột, nhưng mà ở trên Mộc Quá, Phúc trên kia nữa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng đó, người ta sẽ chuyển về đây người ta bán. Chuột này thì rẻ nha chú hai, có 85.000 ký, rẻ hơn trên mình nhiều. Rẻ hơn với mình nhiều lắm. Mình thì tới 120.000. Tới 120. Đây 80 là phải rồi đó. Chở gì tới dưới mình là phải rồi đó. Dạ. Hồi sáng con mua là con thấy người ta đóng vô cái khung á để người ta chở lên cây lại người ta bán. Mốt mình muốn ăn mình chạy đây mình mua gì thì xe dưới đây có 100.000 chứ nhiêu. Chỗ mình mua hồi sáng là gần chợ Tân Thành nha cả nhà. Chỗ đó thì chuyên bán đồ đồng. Cái này mấy cái miếng lúa ba vụ quá nó gom vô nhiều lắm. Dạ. Cái gỗ tép bên kia thì khoảng chừng là hơn 1 ký. Hồi sáng là hầu như là không ai dính tép, chỉ có mình chú hai dính. Có mình anh hai. Không biết làm sao luôn. Chắc biết chiều nay nhậu hả chú hai? Chiều nay nhậu. Còn nghe nói là những ngày trước nữa là anh Đen với anh Hoàng dính tép gần là 5-6 ký. Bữa trước. Bữa trước anh với anh Đen đặt ở trên trên đây là mình kêu kho đi, trên kho, ở đây người ta gọi là kho gạo. Anh với anh Đen lên chánh đặt bữa đầu hay là Đen 5-6 ký đó, anh cũng 5-6 ký vậy. Tép là coi như là lựa, là coi như không có ngóc đầu lên đâu mà. Tới bữa nào nhậu cái hàng nó không nào chạy con nào. Không chui này không có con nào luôn. Người ta cũng biết kiếm nền rồi đã. Rồi cua cũng nhiều ha anh Hoàng. Cua 20 ký. Quá chừng. Còn chú Năm với lại chú Hai trên vụ này vòng vòng lai gai đặt chân nghề. Đặt hủ hỉ chơi nhưng mà con nào kêu nó kêu như đặt như chạy cái như chắc chắc cái chân. Anh em chú cháu mình gặp nhau khoảng chừng vài lần nữa là anh về quê rồi. Dạ, 4-5 lần nữa chứ. Dạ, còn chú Hai, chú Năm, anh Hoàng, anh Đen thì còn ở đây. Vậy sao chắc cũng khoảng chừng 1 tuần thôi à. Tại vì mấy nay đặt thì cũng không có cá nữa. Dạ. Nước rong lên anh, các em cũng yếu chạy lên. Dạ. Hồi năm trước á, nước rút thì cá nhiều hơn nha. Ừ. Nhưng mà năm nay nghe nói là cá yếu hơn. Yếu cá, năm nay yếu cá hơn mỗi năm. Hồi đầu nước thì chả thấy có lý quá không? Đầu nước thì thấy nó gọi là cá trúng. Dạ. Bắt kiết làm như là năm nay không phải chứ biết sao không, nước đầu nước nó lưng đưng 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 á, không đi ống chụp lên cái không lên cái cá nó chạy liền, nó chạy cái hết cá luôn, yếu cá. Vậy là còn cái dừa mà anh cân á, là người ta sẽ cân suốt hay là người ta nghỉ anh Toàn? Cân suốt anh, ta cân quanh năm mà. Dạ. Ta tháng khô ta cân cá khác nữa, cá nuôi luôn. Dạ. Tháng nước thì ta cân cá động. Nhìn chú Hai xào tép là mình nhớ tới cái món mà tép xào với củ sắn xong rồi cuốn với lá dòng chấm nước mắm tỏi không? Hồi đó là chuyên gia là tép gông này nè. Nè người ta củ sắn, sắc nhuyễn 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 người ta để ở đây nè. Rồi ai có sang nữa thịt ba gọi. Sắc miếng nhỏ nhỏ để vô cái đầu người ta làm nhân bánh xèo. Năm một cái nhà nào cũng đùng đùng xèo xèo xèo. Phầm lóc cốc lạch cạch ha, xây bột trời đất ơi xây thôi. Tép ngon hơn không là khúc này nè. Dạ. Ăn món này thì chú Hai sẽ xào lên cho nó gáo nước luôn, khô queo luôn. Dạ. Tại vì chúng ta đây mình còn chan nước mắm chua ngọt lên đó. Mình ăn mình múc cho anh xuôi chén chiều vẫn ăn cơm luôn à. Chiều khỏi nấu cơm chú nào. Gieo thơm hay bánh tráng mà cuốn gạo cũng được hả? Đấy, cuốn bánh tráng là thầy.
hành củ quá thơm nè. Còn tiêu nữa chú nè. Bữa nay là ba món, hình như là món này cũng bén hết. Dưới đây dưới gió mà trên kia cào cào kêu kêu hoài. Khô mới ngon. Công đoạn cuối cùng thì bây giờ chú Hai sẽ cho tiêu vô. Hợp dưới gió chịu hết nổi. Rồi. Cả nhà đang thấy thì chú Hai đang làm nước mắm tỏi ớt. Ở trong đây thì mình có tỏi ớt băm, rồi đường, bột ngọt, chanh chanh, nước mắm, miếng nước sôi, nước lạnh mình nấu lên là mình gọi nước sôi đó nha. Ừ. À. Này để chấm bánh xèo. Không chấm bánh xèo được, phải có miếng củ đỏ nữa, củ cải đỏ hả? Ừ. Anh em ông được pha rượu đi, ông quậy giết, còn ông quậy gì đâu, ông cũng đỏ củ gì cũng đỏ sắc nhuyễn. Bây giờ ấy mình làm nước mẻ. Lỡ tay cho hết luôn hả? Trường thì con miếng cũng không làm ăn gì được. Bây giờ cho chị vô luôn. Vô cho nó chua. Chút nữa đây thì chuột khi mà chín rồi đó, mình sẽ ngắt một khúc vậy đó, là một ly, một khúc tương đương với nửa con chuột. Mặn. Mặn không chú Hai? Không, còn chấm muối nữa mọi người. Chấm muối nè, chấm muối nè. Còn chấm muối ớt nữa. Mặn không? Nước vô. Rồi luôn ha. Nửa đất nữa ha. Nếm này đi. Ít thật. Món này chú Hai biết thiếu gì không? Chanh chanh. Tóp mỡ. Có tóp mỡ khô để vô xào ha. Thôi không ngon. Vậy nó mới ngon. Này vô leo bánh tráng rồi sống cuốn luôn. Hồi mới đầu nước gặp thấy phấn khởi anh Toàn. Tự nhiên giờ cuốn mùa nước cái cảm thấy hơi buồn buồn. Nó hơi ngào ngán. Ba tháng nguyên trường. Rồi, giờ nó chuột vô, nước sôi rồi. Mình mấy người để mấy khúc thôi nè. Mấy xào rau găm cơm nè. Anh Hai, ông để sao, ông canh ông để khúc trên trước hết đi. Rồi cái khúc sau để lợm mơ mình muối chiên cho dễ thấm. Dễ chiên. Khúc chuột có đít lại hả? Nói cũng thêm vậy. Lâu lâu nói câu nghe được chứ không? Nó chắc là con chuột ha, mình ăn cái bọng trước nó ngon. Mình không có phải. Cái bọng nó mềm, nó béo. Mềm. Chứ nói gì con chuột cái đùi vậy chứ ăn đâu ngon. Cứng, thịt nó nhẹo cứng. Ừ. Chuột mùa này thì mình không có nhai xương được nè. Dạ chuột. Chuột tháng 4 á, sau mưa. Sau mưa xuống cái nước chụp đồng ha, có non rồi lú mềm. Chụp trời. Nó mới mập á. Chỉ là cái này không? Tôi đẩy lại à. Ở trên quê anh Toàn á thì chuột cũng nhiều lắm. Tại vì cái khúc anh Toàn người ta làm lúa nhiều.
thắng từ lúc xả lúa lại ra chuột dữ lắm chuột. Dạ, yeah, cũng vất vả cho người nông dân mình. Đội mà tìm cách diệt nó thôi cũng mệt. Cái bờ kinh mà em tốn một vụ là không biết bao nhiêu tiền thuốc chuột. Dạ. Yeah. Thứ nhất là ốc bụi vàng, thứ hai là chuột. Chuột. Nhưng mà ốc bụi vàng thì nó phá dữ hơn. Ừ. Nhóc bụi vàng mình diệt đợt được, còn con chuột là diệt hoài. Dạ. Yeah. Con chuột diệt một đợt là không giờ hết nó. Cái thuốc chuột giờ nó ra độc nha. Thuốc chết con chuột chứ gà không chết nè. Dạ. Gà ăn bình thường. Ba, ba ăn. À, gà chó ăn bình thường. Bị sốt huyết bao tử. Chết. Nhìn nó trắng trắng ha, sợ không dám ăn. Mà ăn rồi cái ghiền hả? Ghiền. Mà ghiền nó không bằng chuột mà con hấp luộc cái gì hèm mà. Trời ơi. Hấp cơm cũng được. Để nguyên con như là con chuột hấp cơm nó còn trắng hơn chuột luộc mé mình. Hấp cơm nó ngọt. Ăn nó ngọt. Hấp cơm nó ngọt. Mình ở dưới là một lần là bắt gì rồi chuyên gia là để nguyên con như là luộc thằng con chứ. Nhiều người nó khoái cái bọng. Dạ. Nó mềm. Nhiều người cái đuôi. Cái đậu kho thì ai ăn con nào gấp con nấy. Cái tháng 4, tháng 5 chuột nó mềm, tháng này chuột nó cứng, nó già chuột. Cứng mình cắt làm hai chứ ít hao ha. Nó cũng tại con chuột này bự. Chứ theo mà chuột luộc mẻ này ha là con khoảng nửa ôm tay nè, con. Lưa. À, liền con. Lúc đó là nó mềm, cái xương nó mềm nhé. Xương nó mềm. Mình sẽ cho một ít rau tần dị lá nha cả nhà, để cho nó thơm. Chuột luộc con mẻ là phải rau này nè, chứ ngò rồi nó không có thơm. Thấy không? Thằng canh chua rồi đó. Dạ, lỡ mới rau tần, vừa hơi rau tần chút mới canh chua. Ở trên đồng mà có chuối cây ha, mình sắc, mình nhúng vô. Ít bữa chú hai chồng mà. Rau tần rồi tới tháng 5 lên có mẹ. Thôi vô. Đã. Đây. Chiều cũng có chuột luộc con mẹ với tép gan, mời cả nhà lưng xương với mấy chú cháu ha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Vô. Thôi khô đi. Cho con đi nữa coi. Trời ơi uống ngay ngọt ngay trời ơi như quá giờ hay gì á. Ôi ôi, khô cái lóc bông nó ngon. Với thêm cái nữa mình hơi một nắng á. Dạ. Dễ à. Đã. Thơm ha. Cái con cá băm này ha. Công nhận nó ngọt khủng khiếp nha. Nó như con khoảng tầm bự ha, như 2kg trở lên ha. Đừng có mình ăn. Cái khúc đầu thì mình nấu ăn chua mình nhậu trước đi. Cái khúc mình để cho ai cho. Nó có khúc đầu ngon chứ. Khúc đầu với lại kèm luôn cái phần ruột. Nó còn nấu cháo ám ha, nhậu một cái gì thứ gì chịu nổi. Dạ. Cháo ám thì nghe thôi chứ chưa ăn lần nào nữa. Đó, chú Hai nói ra. Dạ. Trong đó để gì chú Hai? Thì cũng đường, bột ngọt, gạo gan rồi vậy đó. À. Mà nấu cháo ám là kêu mình nấu một cái chưa có chín á. Chưa ám à. Ừ. Rồi ăn được luôn hả? Được chứ. Nghe hoang mang quá vô cá chết hoang mang. Một lần cũng lên dùng này nè, đặt cái ông kia, ông kêu có cái lốc trình đưa ổng nó chua dậy nhậu, thế nó ủa lốc trình nó chứng rồi chứ nó chua dậy là sao ta. Trời, công nhận uống rượu ngọt thiệt nha. Chết ta cử rồi không ngọt được. Nói chung mình anh em mình đây ha, cái con cá lóc bông này thì là cũng có loại giống cá nuôi thiệt, mà tính ra ha là nói tính ra cái thời gian lâu năm ha, chừng khoảng 12-13 năm này mới ăn lại tôm khô lần đầu. Dạ. Cái nó nhỏ cái này mà ăn nó dai, nó ăn thơm như này là đâu có thua chứ, nó lóc rồi ta. Nó bự là phải nó ăn dở nha. Nó kiểu ra đồng mà, giống như cá thiên nhiên. Ừ. Chứ nó không còn cá nuôi nữa. Cá nuôi thì thịt nó bở. Dạ. Nó lẻ làm gồng đông lắm nghe, bởi con đặt chỗ nào có chạy. Dạ. Là chạy đâu phải rồi đó. Còn kể chú nghe cái năm đó trong cây khô á, ngang đi ngang qua nè, bên sông cái bên á. Ừ. Trong đám tràm, con trống ở ngoài mé sao nó làm hì lớp bóp cá nhảy chậm chậm con biết kêu gì. Con nhìn vô đám tràm cái nó bằng một cái nhà của mình vậy đó.
Còn nào đấy là cổ tay con nè, mà đỏ như son nha. Ầm gồng đó ha. Rồi ầm gồng có cái bông, con cá mẹ nó đi dẫn bày á, nó táp bóp cá con cá lồng tông đồ nó nhảy chậm. Hỗn dữ lắm, nó hỗn nhưng cái đâu táp gầm đó. Nó nhưng cái vậy đó. Cá nó đặc biệt nha, nếu mà bày cá nó mà cơm tay nó chưa có gã bày nè. Mà chú Hai hứa với con mà cỡ này hé con mẹ nó giữ rồi hen, dạ. Con lại con nhấp đi. 10 con vịt đã táp đầu không? Táp ngộ lắm, táp trên trời dưới ruộng không, nó hay nó khôn dữ dằn lắm. Chờ nói không biết sao ha, nhưng toàn là như cái lứa tuổi của con chảnh con có biết hay không ha. Như tuổi của ba con á. Lúc đó ha, bởi vì chú Hoàng biết cái là dượng rễ chú Hoàng ở là dằm sáng tre lên chảnh ha là đi. Ổng có cái chòi giữa đồng gì nha, cái chòi cắt chòi cao hơn mặt nước là lúc đó cũng như lúa một vụ mình nó lúa gì nó mò ba vụ ba thiệt rồi đó là gần đó chỉ sầu bắp mình ha là ngầu trên cái chòi ha là bắt đầu ha ở dưới ha chừng cái đầu lên gần cái bẹo cái đầu nào nó nhậu ba lớn gì ha sắn một cái ha là gung chỉ ha chân vậy đó là gần đâm cá bông á dạ chọc dài vậy nè bởi vì thời đoạn ở trên đó ai cũng có cây đi đèm thắng nước đi soi cá mà con cá lóc đầu ngộ nghe con lóc rồi nó ngớp đường cái đậu ngớp cái vậy cái nó xuống không còn có bông ngớp cái đường nguyên con phình như này nè nó phồng lên bóng tượng cũng vậy luôn mà bằng đêm đã nằm dày này trên mặt nước nằm nguyên như khúc cây vậy đó nằm nguyên một con vậy ngộ đời như vậy nó mới dễ bị phát hiện á nổ lên ngớp lạng ngay vậy đó chỗ này như tép chút bánh đa vậy ha ăn cái tép này em nhớ lúc em đi Bình Dương em lên thăm em nó làm công ty trên đó dưới này mình cũng như đem đồ lên đó cái con tép này nè ấy cũng như tùy theo dùng mình như mình kêu xào mặn cháy mặn ở trên đó quán nó vô em coi cái bản thực đơn á là tép mà mình ăn thử cho biết tép là cách sao đi ra nó cũng như nó giống kho tép mỡ mình như gì in như kho tép mỡ mình vậy đó kêu tép chứ không phải là gan hả? Mình tranh thủ ăn những con tép cuối mùa nước nổi. Rồi cái mình về sông á. Về sông ở quê mình bắt đầu là ăn tép tiếp. Mốt về với mình tép này đang trăm mấy ký nè. Dạ. Trăm ghé thì cũng 130 đi. 130 ký. Như có giáo quá ha. Ừ. Chú Hoàng nói với con một câu, phải nói về dưới mà chú Hoàng hạ tiện con. Như cái con cá chê phi con bắt cứ đây cá đồ cá màu đây đi ha. Con cần có 5.000 ký à. Mà những chú Hoàng bán với có giá, rất có giá. Đợt ít cá mà có tiền ha. Nhưng mà khó bán cho anh Toàn. Bạn mắc quá không ai mua. Chứ ít cá là phải có giá. Cho chát mặn mới béo là lạ. Dạ. Quá nóng hả chú Hai? Đã. Những cái người mà bán chuột á, họ sẽ gọng cho một cái lồng rồi họ thả lúa vô cho ăn luôn. Lúa củ trắng đủ. Nó dễ ăn lắm. Khoai lang hư đồ gì đó. Nãy giờ êm không chú nè? Êm rồi đó. Em ngu là biết em rồi đó. Nghe nói chuột có xương cứng quá, thôi mình nhai tép thì cho mệt. Bớt. Được không đây? Mềm, ngon. Có con mẻ vô nó mềm, thơm. Cũng như con gắn mà con hầm chu đủ, vậy có chu đủ vô cái con gắn mềm. Dạ. Ngộ.
Vô làm ly nước mắt quê hương đi ha. Chuột này nè, giờ đang nấu cháo chưa? Chưa. Cháo, cháo, cháo. Cháo là thầy luôn thiệt. Chuột nấu cháo ăn thử. Sao chú bày mấy món nghe lạ lạ không chú bày? Ờ, chuột nấu cháo mà thứ gì mà bà nói là chuột nấu cháo ngon lắm. Mà nấu cháo môn càng ngon. Mà con chưa ăn. Lương nấu cháo môn thì con nghe nói. Ừ, mà chuột con nấu cháo môn ăn ngon hơn lương nữa. Dạ. Ông cá trà cũng nấu cháo môn nữa kìa. Ừ. Ông cá trà nấu cháo thì cũng im. Thơm còn mẻ. Ừ? Thơm còn mẻ. Tuy xương nó cứng nhưng mà thịt của nó nhiều. Mềm. Bột mẻ mềm. Mềm nó ngọt. Bột ngọt. Gà trộn rau găm cũng gói rau găm, mình ăn chuột với rau găm. Chuột sẽ phai rau găm thầy luôn á chứ. Một con cháu hấp vô cái gì chứ nổi. Ba nước còn mẻ thơm thì bữa nào có hàng là ba hàng cái này. Cái đùi cái con mẻ này món ruộng anh toàn cắm ốc bu dài cũng ngon. Ăn cá bông nhớ vụ cá lóc. Cá bông nhớ cá lóc. Ừ, mùa này nó kéo cô mà thấy không? Mùa này mùa năm là mùa này chú hai là cỡ này cỡ gúc của người ta mà. Mùa này càng đậm hơn nước cạn dễ bắt. Mình nhận khô một nắng con chuột ngon chứ. Mùa này là đúng ra ha, là một lần chú hai kéo cơm thế là quanh năm giờ tao với ông cháu trường nó đồng thuốc để chặn gạn mấy gì đó. Ham á. Tại nước cứ gạn không biết sao nước cạn cá chuối 10 con bắt đủ 10. Dạ. Thấy tim cái là chụp cái là lụm không? Còn nước mà hổm nó sâu cái con mắt lặn. Hèn chi là hồi trưa giờ là mình thấy ghe đẩy côn rất là nhiều nha. Ừ. Mấy chiếc vỏ lại đẩy côn nhiều quá nhiều. Tại mùa này là mùa của nó mà. Mùa này dạ. Thằng ngay nước này là nước ăn rút này nè là con cá mà thấy. Ngoài giấc sáng nha, là con đẩy cặp bờ. Đào bắt đầu con cá nó rút xuống, nó rút xuống kinh. Dạ. Lặn nó đợi chiều tối sẩm trời nó lên nó ăn. Giấc chiều cũng đẩy cặp bờ, là cá đi sông lên. Dạ. Mà canh để mà đẩy thì ham lắm còn đâu. Mấy mùa năm mà chú hai rồi hay dung sơ sương rồi phải là dắt về trong đồng mà chuẩn bị tính về nha mà còn kéo cá luôn. Mà con đi xa thì con phải về sớm. Dạ. Gì đó. Nhưng mà lần chú hai đi mấy cái đồng về ha. Thằng người có cái miếng mũ. Miếng mũ cho cái chiều bắt đầu có mưa cái căng ra vậy là làm miếng mũ mình ngủ cho mưa á. Dạ. Ghe thuyền nào cũng có ngủ thuyền nhỏ nhỏ. Nằm mấy gan như trong cái hòm vậy đó. Hồi trước là mấy chiếc ghe mình đi là đâu có mui nữa. À, đâu có, cái xuồng mà xuồng lá mà lá mà lá vậy mà con ngủ y gan như trong cái hòm mình thức vậy tưởng tượng như trong cái hòm vậy đó. Hồi xưa đâu có vỗ lãi, hồi xưa đi xuồng đâu có vỗ lãi. Mà lá hồi xuồng ba lá. Vỗ lãi mới 5-6 năm nay à. Hồi hồi đó bên nhà con không có cô muốn gì không, lúc mà con chưa đi được làm được gì nè. Mới 13-12 tuổi. Kéo lưới túi. Kéo lưới gùng ha. Dạ, kéo lưới túi á. Lưới lóc mình nè, lưới túi lóc phải lưới gùng. Lưới gan chạy á. Mặt 4 người kéo một ngày là đâu 70-80 ký cái 100 ký á. Mà 4 người kéo mới nổi nha. 2 người kéo, 2 người bắt. Hồi xưa cá nó cái này nè. Hồi xưa đủ cách bắt hết trơn. Mình dưới phần cá nhiều nữa. Giờ lại cũng bắt nhiều nha. Thấy hàm lắm. Nước cả ngàn gói bắt tịch lắm. Cái lưới túi giờ chú hai thấy còn làm nha. Còn thì giờ lưới túi dặn lưới túi con lục bình. Con còn à. Kéo lục bình á. Ốp. Rất hay luôn. Nó vặn ở dưới rồi nó kéo hay là nó kéo dưới để lúc bình không bắt đầu vô nó ốp bắt đầu dọn một bình trời ơi dữ dằn luôn. Nước này là nước con toàn rồi chứ mà tại nó gì ủ nó chứ năm nào cũng vậy nước còn nhóc mà con bộ khoáng về sao lúa hoàn cảnh hơn toàn vậy bữa nào anh chở cho em theo á
ăn chỉ lợp ăn nữa, có em đổ, có gì đâu. Quá luôn, quá quên. Khó luôn, quá quên. Như lúc trước anh Toàn nói mùa này là tổng cộng là mấy trăm cái xà di? 400 xà di. Dạ. 600 lợp. 600 lợp. Đã ngàn cái. Ngàn cái là nhớ 1000 vị trí. Dạ. Rồi khi mà về anh Toàn sẽ rút hết về luôn. Dạ, rút từ từ. Sao anh không gửi đây đi rồi năm sau xuống đặt tiếp? Gỡ ở đây chuột bọ, chuột nó cắn, sang năm giá không nổi. Dạ. Đem về nhà mình bảo quản đừng cho nó bị cắn, bị mục, bị ướt á. Chứ để mà... nó cắn nó giá không nổi. Nhưng mà nó ngàn cái chứ đem về cũng đâu đủ, hao hụt đi làm ừ. Hao hụt. Nó hiển nhiên rồi. Nếu mà thường thường là như cái mùa như cỡ gạn nước nó rút vậy là nó chạy phải không? Dạ. Cá nó gươm. Tại con mắt con về xả lúa chứ không là con nước xiết này nó càng chạy mà chạy cũng hao nha. Hao lợp ha. Hao lợp. Tại mình đặt lồi lên mà. Ừ. À khi mà nước rút thì cái lợp mình lồi lên. Ừ, dạ. Mình đặt lồi lên. Mình không còn núp né được nữa. Dạ. Chứ còn cái với cỡ gạn sao con thấy hao không? Là cái gầy tại vì nước giật càng giật người ta vô ruộng người ta dọn cỏ vô đó là người ta dọn thấy cái lợp có dở lên cá đùng đùng cái chút được không mà ăn nhầm người nhiều người chứ không phải người nào cũng không vậy. Phải người nào ta cũng có nghe ừ, tại đổ vậy chứ như em là em thấy ham á em chúc chúc giùm cho anh thôi ai cũng vậy mình cũng vậy đỡ được. Mình cảm ơn người ta hay vậy? Tại như một lần theo là theo như mà tiếp mình một lần mà theo như chú hai hay là chú hai đặt tới đồng thả luôn. Nhưng mà đúng, bây giờ nước sao mà chết. Đúng ra lợp của con cũng đâu có đặt là ít hơn chú đâu. Tại vì con mất cái về xa lúa chứ đúng ra đặt cũng gần tới Tết á. Xuống luồng máng đặt hoài á. Chứ anh là xuống luồng máng là anh trúng lên mà trúng em á. Tại vì cá thì trên ruộng nó hết, nước ở trên ruộng hết rồi. Dạ, thì nó rút xuống dưới luồng máng gạch này không chứ đâu.